Em xin chào tất cả mọi người đang xem cái đoạn video của em ha. Sản phẩm em muốn giới thiệu đây là cái áo khoác sọc trắng đen. Mã của nó là 00639. Áo này là chất liệu là kaki cotton. Có hai túi hai bên. Rộng rãi nha. Này là cái kiểu của nó như vậy nha. Em sẽ đến xem gần. Kaki cotton, chất liệu là kaki cotton. Áo này nó có 4 nút ha. Nút của nó đây. Em là 1m62 và nặng 58-59 kg, mặc rất là thoải mái, kể cả đã đầy nút. Thì chị nào mà cũng tầm 62-63 kg thì vẫn mặc được ha. Dạ, em xin chào các anh các chị nha. Em sẽ kết thúc cái video này. Cảm ơn các anh các chị đã xem nha.